Không tiền nghe thằng Như. Cả thú nhóc tường. Ô giờ. Cái này ngoài cá nữa còn cá cúm. Cái này cá đốt rồi. Đám nó. Cá đốt đám hơn đám luôn. Làm vào đây cho mẹ anh đấy. Chào cả nhà nha. Quá tuyệt vời luôn, một lời chào rất là thật, rất là tuyệt vời gần gũi. Mời anh em xem danh nơi danh lam thắng cảnh của đất Đông Tham nhá. Được 500 anh em theo dõi chứ. Lại cờ 1.9. Còn người mỗi nữa, nhanh lên. Đáng tiền cánh nó phải đợi chứ. Lật lật lật. Mà đáng tiền một không chứ được 4 bạc chứ đòi đề. Sắp tới. Sắp tới sẽ có thôi. Còn phải lật chứ không lật chả đi không? Cái ăn chạy đơn ngoài thôi. Mô rồi các bạn, mô cầm ly lên mô 2-3 dô kìa mô. Đầu xuân năm mới ngày mùng 5 Tết mô. Có cái gì là rau hay là cái gì? Rau, vòng đứa bên thì trong rồi. Trong đông. Rau này ăn sống tốt mà, vì trong TV quảng cáo là cũng tốt mà. Ông bắt mấy con cá nhỏ với mân chung đông. Tôi bấy đòi như nó ngon, tôi bấy đòi đòi tiếng ngon hơn. Tùy đoán nha, tùy đồng người, người tưởng loại này. Người tưởng loại này. Tôi bấy đòi nhỏ. Tôi bấy đòi nhỏ. Còn người tưởng cái này, còn người tưởng cái tế. Cái này tao. Cái chứ đừng, tôi bấy đòi tế hơn. Mời 500 anh em nha, đây là gọi là máy bay loài nhỏ. Máy bay loài nhỏ, máy bay trực thăng rồi kìa. Đây là máy bay loài nhỏ này. Hay còn gọi là rau. Đây là phải thêm một tí cá này vào này. Thêm cá này vào, cá nướng lên này. Đây. Thế nào? Đúng rồi, đúng rồi. Chấm vào à. Chấm 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 chấm. Vô đây, anh em ơi. Quá tuyệt vời luôn này. Dạ mô, lại uống không? Má cái vòng, má mẹ đang quẩy đi, đang quẩy mà còn này gì? Má quẩy cho mẹ hay chưa mẹ? Má cho mẹ, má cho mẹ. Má tư chàng quẩy cho mẹ. Quát con mẹ chú vòng. Bì 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 bì. Quát. Hey, quên. Hai, ba, bốn. Hai, ba, bốn. Ba, hai, bốn. Quá tuyệt vời luôn. Rồi đấy cũng ảnh hưởng nhau. Nhiều đấy là đấy. Ở đấy khi. Năm ngoài con đám mô. Đám mô mình. Chậm nha, chậm chào Sapa TV rồi nha. Mới rồi, Sapa TV chậm chào Sapa TV. Rồi, bác ngon bán hơn. Ngay cái chậm chào ngon của anh em chung hết đó còn muốn nữa. Có một nữa, chắc đòi được. Đặc sản của là Hải Sapa. Hải Sapa sản xuất. Hải Sapa sản xuất này anh em ăn hết chào mà cả chứ hết. Phải điện thoại cho người thân thôi, đưa chậm chào xuống thôi. Phải điện thoại ngay cho Hải Sapa rồi. Xịp nếu ngay mà phải. Ba vơi của ông Hải sắp 3 năm ở đây nên muốn ai nó còn chậm nữa. Cho 3 năm ngừa rồi đấy chậm nữa. Ba ba năm rồi đấy ai nó còn chậm nữa. Tinh khăn một đường còng. Bỏ ăn thịt bá tông sẽ đâu. Thế mà nó. Thế đờ gơm. Thế đờ gơm. Giới thiệu với bà con đây là nơi danh lam thắng cảnh này. Đất Đông Tham Đục Giả quê hương của bà huyện Con Cuông tỉnh Nghệ An. Em chứa mờ hang. Sáng cánh tay liên cho thằng. Em thì mỗi năm nói xin lỗi hai bạc chơi về ông chứ. Sáng năm là cứ là tối sáng mùng 2 là em nề liền nhưng mà năm nay vẫn chưa mà được. Mi năm nay nó ngọt 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 mùng 2 mà bố nó ngọt. Tôi trẻ chứ bạn nhớ không rồi chứ. Ai khơi mùng đi vào đúng rồi. Sáng cánh là phút. Sáng đó mà bố nó chơi, chơi tao ho tao nốt. Nhưng mà ông đã nắm đi, nắm đi cũng có rồi, nắm đi sáng cánh cũng đã nắm rồi. Mi, 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 muốn đem tân sơn lông nó có rồi ông Đan năm đi á đấy cũng không thể rượu mà được bởi vì thử thì chậu ở đây rồi thử thì con Thảo với chậu ngủ với ông ba đây. thôi tiêu giờ là không nhảy được quả mô ok dốt đưa bố khóa cửa lại hay ta cắt lại giờ le bụi thoát rồi bay đến đâu giờ cũng và cũng chỉ tưởng mà không hót cua bụi con nó sống muốn tăng hoa nhau rồi bò tôi nữa anh vòng đưa cho cứ hoài nhảy tưởng đi đây tăng đường đâu sáu đuôi vòng đếm thôi yến sẽ là mình nè mà nè mấy tràn đi nóng hay đừng ngồi lửa hôi nặng rồi thôi không ai mau ai không mau cứ nửa nền đi
nên tao lao đi hết hai được chứ, cả được, là về đưa lên đây đi được một nhóm nha. Anh Thắng với ông Đan thì đưa đi, còn em thì đưa đi đây. Mình kêu toàn đơn phương đã gồm thế gì nó đu được một tí nữa đi chú, cái khúc đuối lại dây được đi đó. Có cái dao u trời trời quá tuyệt vời luôn, quá tuyệt vời. Xích dùng rồi là chém thì nữa rồi 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 ok rồi nó cắn chứ lợn rớt cho nên ta lặn lại đứng giờ mà nó được quá gì thôi ok được đó, nó phải nướng không nướng phần đâu chứ được nó nướng cái đau em ạ, đừng để làm kỹ không đứng con nướng chị nói chị nói chị nói đau cái đau cái đau rồi đấy. Mày cho bọn đi nướng đi nào. Khờ cái phân thịt đi. Quay cho mày thế. Đáng quay mà. Chồng cũ bà con. Rồi. Chồng cũ bà con đang xem đằng sau. Thôi chờ nó nọ. Dạ đúng có mình mà vòng hắn hứ đi mà. Gạt lên trên đầu thôi. Không cần tìm đâu. Mà nằm kia cho bà con xem. Trong đi nó vào. Xích xích cho bà con. Vòng ơi, cạc vang hay là mà nằm trên đây chú vòng ơi. Cạc hơ hơ nó lẹ. Ờ sang lẹ. Nè có quéo. Ôi. Mấy miếng được. Đấy lẹ ma thôi. Ngồi rồi đi. Mấy đầu sân dân thôi anh ạ. Mấy đi mấy đi. Đại tệ. Mấy đi mấy chứ đi. Mấy năm mươi nếu cùng. Cái gì nắng em hơn ạ đi. Không. Em thì mẹ quên là mà. Quân. Mà không có nhiều lâu mới còn. Không nghe hả. Tiếp. Bán mà. Đi ăn chưa về. Đơn mà đơn đây đây này, mà nó có đây, mua vào anh em tao mà nó có đây, anh ấy còn này, bà con đang lại YouTube đó. Đang lại trên YouTube tổng cái hông nó có nó có đường không dân, nắng không mẹ có số bo xuống đam mạnh là núng càn được lâu ai nhiên đây, bắt đi đây, anh Đoan, mở đôi, chém mở đôi chém anh Đoan đâu ngon. Anh Đoan chú cái nào? Dừng mau đây. Đi đâu? Đi. Mời cả nhà nhá. Ê, màu điên mày lời. Đây là. Có lần kín màu lần. Có lần kín màu lần thôi, xóm cháy. Thế nhưng quốc gia này lớn đâu. Đây là. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 2, 4. Nót bao. Mời cả nhà nhá. Mời nhà. Khai xuân đầu năm. Mời anh em nhá. Mừng năm Tết. Mời bao. Đây cả nướng này bà con này. Thấy ngon không? Nướng ăn trực tiếp này, vui rồi. Mời bà con nhá. Nhờ xong nó kìm bụng ai yếu tối đi cho ngon. Bụng ai còn yếu là tối đi chuyên nhá. Con này bà con này, con này cá này. Ồ, không cán gì chúng ạ. Trời ơi, cá. Ôi trời cá được đây. Cá được quá thôi bà ơi. Mè đi bên này, mì ngon này. Quá nhờ, chúa đạt. Không cảm ăn cái nước sương. Nhưng ba mẹ tùng và hay chỉ bạn vẫn ván hơn ba tắm. Thế này đâu. Ván bông lan nó béo lắm mà. Dạ, em vẫn thích. Cây đốc phí to không được. Dạ, ngọt thịt nhá, đốc phí. Thì nó có phí mấy cái loại mà cứ băng băng cái này đi. Cái này lâm tải mới ngon này. Em thích cà me là loại 2 3 cân là cứ luộc lên thôi em à. Lại em thích hơn cà tằm hay ngọt hơn. Ăn mặn, cái ăn hố sẽ mặn. Dạ, mời anh em nha. Ơ chắc rồi. Đâu mấy tí nữa. Chăm chào tới bác, chăm chào tới bác đây. Tiếp hoàn toàn ở bên rồi là vui rồi. Nó đồ tí. Chăm chào đây. Ngon à. Thế một đây. Thế chứ. Chào mấy đúng trong chứ. Còi hơn mà nhỏ lông hả mẹ. Đặt bên anh hả? Mốt. Mấy nha có nữa. Thịt cái nha. Thịt luôn không? Thịt cũng phải chậm chéo không? Biết ơi chứ mà chậm cái bên ý. Mùng năm đây mới đặt chậm mùng năm. Cái loại trên nhà chứ. Mùng năm đây mới chuyển hàng. Loại khôi ở nhà phải. Rồi nhau. Đoài buồn coi tới người yếu. Ê nha. Lấy đi cái miếng đang rưới đi. Đi cho cái mỏi cho khít. Con lấy để ra điên thảo đó cái củ khoai xuống đó nó gọt. Năm hình như bạn nên mới nhớ. Đưa xuống đi. Cái hàng. Ờ giáng. Dạ. Có lấy nó lên đoài không? Đổi đó. Hả? Chọc không? Từ cái lấy đi. Từ cái lấy đi để nói thảo đưa củ khoai xuống cái hành xuống đấy hết nói xuống. Thảo Hà Nội hay Hà Nội. Cái thằng đó thôi. Thôi, được là ta cứ có chí ta cứ dùng này đi. Đấy là cái sùng kiểu hoang dã mà. Ừ, ta ăn kiểu hoang dã đó. Cái nhập đi thôi. Chắc chắn rồi. Không phải chắn cái phải nhập đi thôi. Lấy thịt xuống nướng. Tôi đi cả trong lười thôi. Nước cả bóng đen cho xuống đi. Từ cảm nhận lại ai. Cả phải hẹn bữa sau. Bữa sau là ta sắp xếp cái bóng đen xuống tao làm máy cho đi, máy cho đi. Xuống tao được. Dạ. Ở trong bóng đen bóng thịt trên ở nhà nó. Cháu ra mà. Ừ. Đưa loa xuống.
Bố đi nâng cái giáo lưu chụt nữa đấy mới la. Dạ, ngày mái đi thì chắc... muốn thường vì đi hai ngày mới đến. Dạ, tôi muốn bày mới đấy. Tôi muốn bày thì ngày 8, 9, kéo mấy thằng nờ quá. Cảm ơn nhau đi, người phải chí ăn cột phù phí ơi. Để tốc à. Tiền bao nhiêu hay đếm bao nhiêu? Mấy thằng nó với quế cho hay là... Mấy mình sẽ bỏ mà sổng như phải sổ còn á. Cái sổ nó ló lên con. Bỏ đi em rồi, bỏ đi em. Xíu luôn. Cá đi kiếm lấy. Còn ông đang đi kiếm lấy bộ. Bà cũng đưa về là ông đi kiếm. Mày chối ra bán nha. Mày anh nha. Mời cả nhà. Ở đâu một đàn chèn được nó bị mới. Gặp gặp em. Gặp bị mới chúng ta một lần sức khỏe một đời. Khỏe đó bị mới đâu. Thôi mình như này đang thả đang mang lớn nha. Trong ngày bạn nha. Cố gắng pin áo miếng sao nó. Cảm ơn một. Quá tuyệt vời luôn. Bóng con phần một khỏi rồi đi. Ông có mẹ ông màu từ luôn á. Ui. Trong màu hết ai. Xin chào bà. Bà sau con luôn gì màu từ cho. Bờ nĩa đong phít. Giống như thầm cành cột rồi đi. Thằng Hứng mới nói cái bạc văn và nó lên nước cũng nồi luôn. Lên một bạc cắp một nồi luôn. Nha, khỏe nha. Cái bạc màu từ cái mà nó hơn mì. Nè, khỏe cụ. Cụ tưởng màu từ bữa nè. Khỏe. Lấy màu từ về và đưa được chấm con nít chứ. Càng mới kinh nghiệm. Càng có kinh nghiệm nhiều. Có anh Thoạt thiêu là làm xa đội trường của anh Khế rồi chứ. Lấy con làm bên ngân hàng mẹ, lấy cầm mẹ cả con về khỏe thôi. Khỏe. Khỏe, về đẻ thêm đứa nữa là ok rồi. Mà kia thì cái dân cái xí ê đấy á. Mà chỉ... Xuống cả ngoài là xuống ra ngoài, xuống cho đứa nói cả hai đứa nhất thì thôi. Ông ba luôn như thế, ông ba thì tao nào ai cho luôn nữa. Ai cho tôi nó lâu dùng cái bếp á. Xuống là... Nói hàng mơ. Nhất thì càng thử thôi, hai đứa đi làm ăn. Mấy người nó hơn đấy. Cũng là điểm với lỗ bố, con nó đứa đánh dân. Dân mà phải sợ xuống đi, có bố ai theo đấy. Nó có hang